Ngày 5 tháng 1, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một giáo viên lớp 2 của trường tư thục tại Hà Nội đột nhập vào nhà một số học sinh nghi trộm cắp tài sản. Trong ngày 5 tháng 1, đại diện nhà trường xác nhận sự việc và cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để xác minh làm rõ. Trong khi chờ kết luận của cơ quan công an, nhà trường đã sa thải giáo viên trong vụ việc là VMT. Theo tố giác của phụ huynh, cô giáo VMT đã hỏi địa chỉ, mật khẩu cửa nhà của nhiều học sinh trong lớp, sau đó đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng, trang sức. Lần gần đây nhất, khi cô T đột nhập vào nhà một gia đình, không may bị phụ huynh bắt được nên báo cáo nhà trường. Sau khi vụ việc được chia sẻ, nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang, nhất là với những gia đình có con đang theo học. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.